Các em thân mến, chúng ta lại bước vào bài thứ hai của chương trình mỹ thuật lớp 9. Thầy xin giới thiệu với các em bài vẽ theo mẫu vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả. Phần này chúng ta sẽ vẽ màu. Ở bài này, bước đầu tiên là chúng ta hãy quan sát nhận xét. Thì thầy đưa cho các em một số mẫu bài đã vẽ hoàn chỉnh để các em thêm tham khảo. Tiếp theo, chúng ta lại qua cái phần bày mẫu và chúng ta sẽ quan sát nhận xét. Các em sẽ cùng thầy nhận xét các bày mẫu dưới đây nhé. Ở hình 1, chúng ta thấy lọ hoa và hai quả đều nằm trên một trục. Ở hình 2, lọ hoa và hai quả cùng nằm trên một trục nhưng quả lớn hơn lại lấp ló ở phía sau. Hình 3, chúng ta thấy lọ hoa và hai quả nằm tách biệt ra và cùng trùng trên một trục. Và ở hình 4 thì chúng ta thấy là lọ hoa và quả có sự trình bày tương đối hợp lý, là lọ hoa ở giữa chết vào phía bên tay phải gần lọ là quả lớn, và chết vào phía bên tay trái xa hơi xa lọ và quả kia là quả nhỏ. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về hình dáng đường nét của lọ hoa quả, kích thước tỷ lệ tương quan giữa các vật, màu sắc và độ đậm nhạt trên mẫu. Rồi chúng ta qua phần thứ hai là cách vẽ. Đầu tiên, chúng ta quan sát hình hướng dẫn và cách vẽ và nêu các bước tiến hành. Đây là chúng ta hãy quan sát. Thầy ở đây có 4 bức hình ha. Đầu tiên là chúng ta có cái phần dựng hình sơ lược, tỷ lệ khung hình nè. Phần thứ hai là chúng ta phát những đường kỹ hà. Rồi phần thứ ba là chúng ta chỉnh nét chi tiết. Chúng ta vẽ rõ ra hình dáng của hoa, của lọ, của mẫu vật, và chúng ta đã phân mảng ha, đậm nhạt. Và sau đó là hình thứ tư là chúng ta đã vẽ màu. Ở phần vẽ hình thì đầu tiên các em hãy nêu các bước vẽ hình. Chúng ta sẽ ước lượng kích thước, tỷ lệ vẽ khung hình chung và khung hình từng vật mẫu. Tìm kích thước, tỷ lệ các bộ phận của lọ, hoa, quả để vẽ nét thẳng. Vẫn là phần 1 ở phần vẽ hình, thì sau khi chúng ta đã có được cái nét dựng, tỷ lệ khung hình và các nét kỹ hà ban đầu thì chúng ta bắt tay vào vẽ nét chi tiết cho giống mẫu.
Và đây là các em xem tiếp nhé. Chúng ta lọc hình và vẽ chi tiết hơn. Ở phần vẽ màu thì chúng ta sẽ vẽ các mảng đậm nhạt của màu ở lọ, ở quả, và chúng ta vẽ màu từ nhạt đến đậm dần, vẽ màu nền và không gian ở phía sau. Và đây là các em đã xem ha, bài vẽ đã hoàn thành. Chúng ta đã trải qua các công đoạn như vậy. Thầy xin giới thiệu với các em một số bài vẽ để chúng ta có thể tham khảo. Chúng ta có thể xem. Và đây nữa ha. Thầy có cho các em xem một số những cái mẫu vẽ tĩnh vật màu khác nhau. Chúc các em làm bài tốt nhé.